Bài cúng thắp 100 ngày cho người quá cố Tạ Quang Bình, cố trưởng tộc chi nhánh khu thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Việt Nam Quốc Thủ Đức thành phố Bình Thọ phường nhà số 220 Võ Văn Ngân vào ngày 5 tháng 7 2022 nhằm ngày 7 tháng 6 năm Nhâm Dần. Rồi cấp nhà này. Theo truyền thống gia đình tạ tập mà phát xuất từ quê nhà phụ quan cúng người đã khúc thường có bài văn tế để bày tỏ lòng tiếc thương đến người quá cố có công dựng xây gia tập gia đình dòng họ công ơn sinh thành dưỡng dục cùng với công nhiều giấc thế hệ mai sau trưởng thành. Ngoài xã hội còn có công dạy dỗ các em học sinh sinh viên trở thành người hữu ích cho xã hội. Vấn đắc tiểu sử ông Tạ Quang Bình sinh năm 1952 tại Phụ An Nguyên Hòa, An Nhân, Bình Định. Con ông Tạ Liên Đáng và bà Võ Thị Cái. Ông là người con thứ năm trong gia đình gồm có chị thứ ba Tạ Thị Liễu. Ông anh là người gì? Thứ tư Tạ Quang Biểu. Em thứ bảy Tạ Quang Sơn. Em thứ tám Tạ Thị Dung. Em thứ chín Tạ Quang Xuyên. Và em thứ mười Tạ Quang Xương đã mất. Sống trong gia đình có truyền thống học hành đỗ đạt. Ông là người có chí lớn cho tất cả đàn em noi theo cũng như các cháu tạ tập. Từ nhỏ đi học xa nhà và thi đậu vào trường kỹ thuật Quy Nhơn, có chí hướng vào Sài Gòn nên năm 1972 ông đã thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra trường ông được bổ nhiệm trường xây dựng bảy và xây dựng gia đình hiện tại cho Thủ Đức đến nay. Cuộc sống gia đình có bờ gió thấp đầy đủ, có cháu nội cháu ngoại đường hoàng. Để tỏ lòng cung kính ngày cúng thấp hôm nay, tất cả anh chị em con cháu tạ tập tề tụ trước đây về đây để ni dân nén hương lòng thành nhớ công ơn của người đã gây dựng gia đình tạ tập lớn mạnh cũng như gây dựng gia đình riêng của ông và bà Nguyễn Thị Nga giàu hưởng được phúc lành. Khi người cha quá cố Tạ Văn Đáng bút hiệu Văn Nhật lúc trước có dặn dò các con cháu mai sau trong những câu thơ dưới đây: cây tâm nhánh quy về một cội, nước ngàn sông cũng hội một dòng, nước kìa chảy xuống biển đông bắc hơi, gió thổi lại mưa về nguồn. Nền gia tộc ngoài cháu con gìn giữ phát huy nhiều thành tích nâng cao, rạng danh chí khí anh hào, chung lòng đoàn kết siết tay vững bền. Tiếp theo truyền thống gia đình và dòng tộc, các con cháu sau đây đã có những bài thơ để tiễn niệm nhớ người quá cố thầy Tạ Quang Bình. Thứ nhất là: em Tạ Quang Xuyên tỏ lòng tri ân, có bài nhớ về anh. Vòng tạo hóa xây vòng luân chuyển, lễ tự nhiên mang mập tranh tàn che đàn. Truyền thống xưa uống nước nhớ nguồn, mong con cháu đời đời ghi nhớ. Ôi định số tránh làm sao được, nẻo âm dương cách biệt đôi đường. Mới hôm nào cười nói thân thương, mà nay đã thành người thiên cổ. 71 tuổi lòng chưa an hưởng, chiều hôm kia người đã đi rồi. Cho trần gian chỉ còn bóng mình thôi, xin thánh nén thương cùng tư điện để đưa tiễn. Người sinh trưởng gốc nhà nho đạo đức, đấng sinh thành văn võ thuốc đông y. Trên vườn mít mía mì đất rộng, dưới ruộng mẫu xanh đời lúa thóc. Với truyền thống gia đình hiếu học, người thông minh tháo vát
cần cù, rồi mai kia cất bước xa quê lấy việc học lành đang tiến bước. Ấy năm 72 người vào đại học lúc nước nhà chia cách cách chiến tranh vẫn kiên trì bền vững học hành cùng bè bạn ra trường giảng dạy. Thờ bao cấp gạo đông từng ký áp lực đời thường, thường nặng chịu trên vai, chiều dắt đàn em ăn học thành tài, không phân biệt trong ngoài trên dưới. Theo năm tháng người yên bề giá thấp, dành dụm kinh nhân xây đất tạo nhà, em làng con ăn học khắp gần xa, còn trọng trách người cha yêu quý. Trong công tác bạn bè đều mến, ngồi là thường bạn hữu yêu thương, học trò ngoan lên học trò ngoan yêu quý đáp đền còn ơn mãi người thầy dạy bảo. Ai cũng biết tấm lòng nhân nghĩa lo cho con mọi mọi cuối toàn, lớp học ngờ lớp học chữ chăm ngoan không hổ thẹn họ hàng dòng tộc. Trong cuộc sống người luôn bình dị sống như ngang khi phách thật thà, tầng hữu trang hòa khắp gần xa thật xứng đáng người thầy yêu quý. Lúc lâm bệnh cháu con nâng tới anh chị em thăm hỏi khắp xa gần, giúp đỡ nhau trong cuộc sống khó khăn, người kính nhường yêu thương đầm đập. Trước di ảnh cháu con cùng cúng bái thắp nén hương tưởng nhớ đấng sinh thành, trên tờ cao người thấu hiểu nỗi lòng nơi trần thế dạ âu sầu thương tiếc. Mới thấy đó mà đã nằm an giấc, cõi âm dương chia cắt nhau rồi. Người đi mãi buổi không trần, đã tập mong người mau xuôi thoát. Và bài thứ hai là cháu Tạ Chí Năm có bài thơ là còn mãi tiếng vang. Chân lên hương hồn chú năm Tạ Quang Bình nhân ngày cũng thấp 100 năm năm thìn chàng trai tạ tộc vạn quang vọng lên tiếng khóc khai sinh, dịnh danh hai chữ Quang Bình bằng tay nho giáo gia đình cứ mang. Tuổi thiếu niên sẵn sàng ý tưởng chọn tương lai định hướng về, vượt ngoài khuôn khổ làng quê tìm về thành thị bộn bề lá con đèn quá sách chu toàn phấn đấu quyết một phen thi đấu thi đậu tú tài Sài Gòn chen bước chung tương lai. Một thời vất vả mấy ai đã từng, đời sinh viên chưa mừng đã vội, xa gia đình lắm nỗi khó khăn, học hành đi lại ở ăn tìm thấm cộng việc, tìm thêm công việc dạy kèm luyện thi, có nghị lực việc gì cũng vượt, trọn niềm tin sẽ được thành công. Cho dù vất vả không mong, đôi khi nợ trọ nó làm ngô khoai. Thời đi học đến hồi kết thúc ngày ra trường hạnh phúc lắm thay, chen chân thành phố làm thầy học viên trường 7 giảng bài bao năm, lòng bao dung đức tâm hòa hợp tạo cho đời lớp lớp hiền nhân, bảo ban lời dạy ân cần yêu thương gần gũi tâm tận tâm một đời kim đầu làng thức thờ đi trước thế hệ sau tiếp bước vương mai chung tay bước tiến tương lai công danh sự nghiệp đức tài hanh thông. Ai gặp khó sẵn lòng tương trợ giang rộng tay nâng đỡ cháu em dìu qua khỏi bóng đêm vạch đường chỉ lối một thềm gian nan. Nhìn gia tộc ngày càng vững chắc, ơn tổ tiên ghi khắc vào tâm, lập ban tổ chức điều quy về đất tổ lòng thành dân hương. Trong gia đình các con thầy dạy đã những người còn mãi thành công, cùng bao lớp lớp cháu gọi ông vẹn tròn cuộc sống rõ lòng thảnh thơi. Lúc tuổi đã đến hồi phát thập sướng trống nảnh thơ, bệnh tật không may gia đình thầy thuốc chung tay tận tâm chạy chữa. Sau tháng hai con nghiệp 5 giờ chiều từ biệt người đi, nghẹn lòng giây phút chia ly, âm dương hay nghẽo biệt lý thôi rồi, còn chắc thân cuối đời ở lại phút âm dương tồn tại bộ phần. Người thân bình hữu xa gần nén hương lan tỏ, ôi lần tiễn đưa tháng 7 hay là hạ hoàng tạ. Và thứ ba là cháu Tạ Quốc Đạt với bài thơ Cánh Chim Đầu Làng.
dâng lên anh linh thầy Tạ Quang Bình cúng 100.000. Biệt danh là cánh chim đầu đàn, hành trình 8 tiếng lắm gian nan, giang đôi cánh rộng đâu ra tay che chở anh em con cháu lúc cơ hàng, nói theo gương chú sống đàng hoàng, khuyên rèn con cháu học hành chăm ngoan, mai sau cho đời thêm tươi sáng, mong muốn Phật Tạ mãi vững vàng, công danh sự nghiệp phúc an khang. Bao người sao người nỡ bỏ, vội bỏ trần gian, bỏ những bần thơ trên lầu động, bỏ ánh trăng say thiếu tiếng đàn, người thân đến viếng thắp nén nén lòng, đôi mắt thương đương lệ hai hàng, khắp người đi mãi không về nữa, giờ đã an yên cõi niết bàn. Và thứ tư là em Tạ Quang Sơn có bài khắp anh cúng thắp 100.000. Khắp anh cúng thắp đúng 100 ngày, ôi linh vẫn đó sáng đường mây, đường cột Tạ đường xây dựng nghiệp, dìu dắt cháu con học học nên người, tổ tiên âm đức sinh non cao, cách sống như ngang tựa anh hào, sáng suốt dễ chơi gia đình thịnh, người thầy tốt cháu tốt cách nghĩa nhân bào, sống sao thắp quậy của trần gian, rồi chống quê nhà gánh nặng vai, tình ơi thiên phước sao đành đoạn, bỏ lại trần gian biệt về trời, khắp người trời cũng ứa lệ đau, mưa gió theo về ước mộ sâu, năm ai nhớ khỏi tình ly biệt, để lại cháu con dạ lưng sầu. Ngày 5 tháng 7 năm 2022 là Tạ Quang Sơn kính cẩn hát ương lên cố thầy Tạ Quang Bình. Đến nay là những cái lời thơ nhiều bác đã kết thúc, xin thầy về an hưởng cẩn cao hiu. Mỗi người khách với cả nhà nè. Thank you.